Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là biến cố cha Diệp ra đi vào ngày 12 tháng 3 năm 1946. Theo lời kể của cha Anton Vũ Xuân Vinh, chứng kiến cảnh giết cha Diệp, ông Cao Phùng Xuân, chết năm 1992, đã kể lại cho cha Anton Vũ Xuân Vinh năm 1982 câu chuyện này. Ông cha Diệp là một ông thánh. Ông Cao Phùng Xuân quả viết như vậy vì đêm hành quyết ông có chứng kiến hai người lính Nhật đào tẩu ở lại Việt Nam, đầu quân cho Cao Triều Phát, thủ lãnh Cao Đài dòng Bớm. Vì chuyện cha Diệp ở lại với đàn chiên tắc xạy làm cản trở việc kháng chiến của Cao Đài chống lại Pháp. Cụ thể là quân đội Pháp ở Giá Rai thường xuyên xuống tắc xạy và vùng phụ cận để giữ an ninh cho họ đạo Công giáo tắc xạy. Ông Cao Phùng Xuân nói, tôi làm lính Cao Đài vì vợ tôi rất sùng đạo Cao Đài. Khi chúng nó trói cha Diệp và bắt ngài quỳ gối bên bờ ao, tên thứ nhất múa đao mà không chém được, tên thứ hai uống rượu vào, lấy mã tấu và chém cha, sau đó đạp xác chết cha xuống ao. Cha chết xong họ ra lệnh phải tản cư ngay lập tức, ai còn chần chừ chúng tao giết không còn con đỏ. Bà Trần Thị Hường nghe lính Cao Đài nói vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 12 tháng 3, cha Diệp, linh mục An Nam, đã bị sát hại vì ngài đã ở lại với giáo dân. Trong cuộc đi kinh lý vào tháng 4 năm 1946, ở mỗi chặng đường, tôi đều nghe thấy việc thảm sát một số người uy tín trong cộng đoàn tín hữu của chúng tôi. Từ đó, vụ ám sát càng gia tăng, người ta sẽ không bao giờ có thể biết số nạn nhân. Từ Cà Mau đến Bạc Liêu, tất cả những nhiệm sở nhỏ của chúng tôi chỉ còn là đống đổ nát. Sóc Trăng, tất cả những cảnh tàn phá này là do phe Cao Đài gây ra, nhưng chính quyền tuyên bố bất lực, không thể ngăn cản được những tội ác này. Nhất là tháng 4 năm 1946, các vụ ám sát bắt đầu, xác chết bị ném trôi sông. Liệu người ta có bao giờ đếm nổi số nạn nhân không? Đôi khi, những vụ ám sát tàn ác vô phương tả. Chúng tôi phải thương tiếc cái chết của cha David đã nói ở trên, cái chết của một cha An Nam bị sát hại bởi một tên Nhật ly khai vì cha đã không muốn bỏ rơi đàn chiên của mình, cái chết của hai sơ người Pháp bị thảm sát ở vùng Cà Mau. Lý do gây ra cái chết là vì cha Diệp, linh mục An Nam, đã bị sát hại vì ngài đã ở lại với giáo dân ngày 12 tháng 3 năm 1946. Tại sao ở lại với giáo dân mà bị sát hại? Nói cách khác, giáo dân tắc xạy ở lại tắc xạy vì có cha Diệp. Thời đó, nếu chỗ nào có linh mục Công giáo thì tương đối an toàn hơn vì có quân đội Pháp giữ an ninh. Nên việc ở lại với dân tắc xạy của cha Diệp là một cản trở lớn cho việc kháng chiến chống Pháp. Họ đạo tắc xạy nằm gần như ở giữa dòng Bớm, bộ chỉ huy của quân đội Cao Đài do Cao Triều Phát lãnh đạo, và Giá Rai, một quận lỵ có đồn lính Pháp. Ông Ba Lập đi lính Tây kể là hàng ngày quân lính Cao Đài mặc đồ trắng đi lùm tìm người Pháp để giết. Nếu gặp quân đội Pháp đông, họ đưa cờ trắng để người Pháp tha cho họ. Nhưng nếu chỉ có vài lính Pháp thì họ sẽ ra tay sát hại ngay. Tại sao biết đó là lính Nhật và theo Cao Đài? Bà Trần Thị Hường kể, họ mặc toàn đồ trắng. Thật sự dân chúng bị lùa đi gần cả trăm người và nhốt vào hai lạm lúa chứ không phải một. Bà Hường không bị nhốt chung với ông Trần Văn Năng là cha bà, nên khi bà vừa khóc vừa chạy đi tìm cha mẹ bà, bị một anh lính kề dao vào cổ, bà té bẹp xuống đất. Người lính Cao Đài nói cái gì đó mà bà nghe không hiểu. Anh ta là người Nhật. Người lính khác hỏi bà chạy đi đâu. Bà Hường trả lời, đi tìm cha tôi, và họ cho bà vô nhốt chung với ông bà
Trần Văn Năng. Những dẫn chứng trên đi đến xác quyết hai người lính Nhật đầu quân cho thủ lãnh Cao Triều Phát đã sát hại cha Diệp vào ngày 12 tháng 3 năm 1946. Nhưng bằng chứng nào cho thấy là hai anh lính Nhật này giết cha Diệp theo lệnh Cao Triều Phát? Chắc một điều là hai anh lính Nhật đào tẩu này không có thù hằn gì với cha Diệp. Cũng chắc một điều là hai anh đào tẩu trốn lại Việt Nam chắc chắn không có thân nhân, bà con xa gần nào cả. Hai anh này dù có chết cũng không gây chút thương tâm nào cho người còn sống. Họ như cây cỏ đồng nội thôi, vì thế họ được dùng. Xin nghe lời kể của ông Nguyễn Văn Đức, có một người lính Cao Đài tên là Mười Thính nói rằng khi nghe báo tin cha Diệp đã chết thì Cao Triều Phát kêu trời. Nhưng sau này chính Cao Triều Phát cho người thanh toán cả Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngương là hai anh lính Nhật để bịt đầu mối. Sau khi cha Diệp bị sát hại, bà con tản cư và nhà thờ tắc xạy cũng như những nhà thờ và cơ quan hành chánh trong vùng bị Cao Đài đốt phá. Nhiều với chức hội đồng giáo xứ ở các họ đạo bị thủ tiêu thả trôi sông như trong hồ sơ cha Palie Minh Định. Trong cuộc đi kinh lý vào tháng 4 năm 1946, ở mỗi chặng đường, tôi đều nghe thấy việc thảm sát một số người uy tín trong cộng đoàn tín hữu của chúng tôi. Từ đó, các vụ ám sát càng gia tăng, người ta sẽ không bao giờ có thể biết số nạn nhân. Từ Cà Mau đến Bạc Liêu, tất cả những nhiệm sở nhỏ của chúng tôi chỉ còn là đống đổ nát. Sóc Trăng, tất cả những cảnh tàn phá này do phe Cao Đài gây ra, nhưng chính quyền tuyên bố bất lực, không thể ngăn cản được những tội ác này. Nhất là tháng 4 năm 1946, các vụ ám sát bắt đầu, xác chết bị ném trôi sông. Liệu người ta có bao giờ đếm nổi số nạn nhân không? Đôi khi những vụ ám sát tàn ác vô phương tả. Chúng tôi phải thương tiếc cái chết của cha David đã nói ở trên, cái chết của một cha An Nam bị sát hại bởi một tên Nhật ly khai vì cha đã không muốn bỏ rơi đàn chiên của mình. Căn cứ trên những chứng sử này, chúng ta sẽ đồng ý với cha Roland Jacques. Mỗi lần nhắc đến cái chết của cha, người ta đều đưa ra một lý do đặc biệt vì ngài đã ở lại giữa đàn chiên. Chưa bao giờ người ta ám chỉ Việt Minh đã gây ra hay hạ lệnh giết chết ngài. Từ năm 1946-1947, kẻ sát hại đã được khẳng định một tên Nhật ly khai. Đúng vậy, không có bằng chứng cho thấy có bàn tay của Việt Minh trong cái chết của cha Diệp. Vấn nạn chính, một trong ba lực lượng, người Nhật, người Cao Đài hay Việt Minh đã giết cha thì có chứng cứ nào xác minh là họ giết cha vì ghét đạo Công giáo hay chỉ vì tình hình sôi đậu của các lực lượng đối kháng nhau tại Tắc Xạy lúc ấy mà cha Diệp chỉ là nạn nhân của chiến tranh như bao nhiêu người dân vô tội khác mà thôi. Trên bức ảnh của cha Trương Bửu Diệp ghi tử đạo ngày 12 tháng 3 năm 1946, rõ ràng hơn nên ghi chết thay cho đàn chiên ngày 12 tháng 3 năm 1946. Hai anh lính Nhật chắc chắn không có thù ghét gì cha Diệp và đạo Công giáo. Thủ lãnh Cao Đài, ông Cao Triều Phát cũng không có thù ghét đạo Công giáo theo nghĩa chống đạo hay tiêu diệt đạo như các vua chúa Việt Nam ngày xưa. Vậy phải chăng tiêu diệt quân đội Pháp? Tuy nhiên, có một điều chắc, vì chính trị, vì quyết tâm tiêu diệt quân đội Pháp mà thủ lãnh Cao Triều Phát phải cho lệnh sát hại cha Diệp như muốn khử trừ một chủ chiên nhân hậu và can trường, làm nơi bám dũa cho đàn chiên Tắc Xạy. Ngoài yếu tố chính là ở lại với đàn chiên, cha Diệp còn có những giao du với người Pháp. Theo bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa ở San Jose kể thì, có một gia đình người Pháp về nước để lại chiếc xe Traxxon đậu trước nhà xứ. Dù không là của cha và cha cũng không sử dụng xe hơi, nhưng ít nhiều cũng là dấu chứng của việc thân Pháp chăng? Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa cho biết thêm,
cha Diệp có cây súng hai nòng để giúp dân chúng xua trừ bọn cướp. Như có lần chệt khoạc, tên một người tàu khá giả vùng đó bị cướp, người ta la làng, cha Diệp bắn lên một phát súng, bọn cướp bỏ chạy. Đây là những việc làm vì lòng nhân, nhưng cũng là dấu thân pháp chăng? Trong tám giáo điểm có nhà thờ, có đồn điền của ông Tây tên Campot, là một trong những nơi mà cha Diệp đến dâng lễ. Dù thực lòng cha Diệp là một mục tử sống chết vì đàn chiên, nhưng không tránh khỏi việc làm ngứa mắt, người ghét Tây hay chống Pháp. Yếu tố để tử đạo, bị giết chết vì người ta ghét đạo như trường hợp 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Tuy nhiên, có những vị thánh tử đạo đã không chết vì đạo hay vì người ghét đạo mà chết vì những nhân đức của đạo. Nên cha Diệp hy vọng sẽ được gọi là thánh tử đạo. Cha không chết vì đạo, người giết cha cũng không ghét đạo, nhưng cha chết vì nhân đức của đạo. Đức bác ái hy sinh mạng sống cho người khác như Chúa Giê-xu. Cha Diệp chết thay cho con chiên bổn đạo của mình. Bà Hường kể, người ta chất rơm rạ trên nóc lẫm lúa và thiêu sống hết tất cả. Cha Diệp hy sinh thế mạng cho con chiên. Vấn nạn thứ 10, nếu cha Diệp bị chém bởi hai người lính Nhật đào ngũ gia nhập lực lượng Cao Đài, thì đã xác định được là lực lượng Cao Đài chủ trương giết cha Diệp. Vậy động lực nào Cao Đài giết cha và có những chứng cớ thuyết phục nào để giết cha vì ghét đạo? Như thế, lực lượng Việt Minh, tức Việt Cộng lúc bấy giờ có phải là vô can trong cái chết của cha Diệp? Trong ghi chú cuối cùng của cha Roland Jacques về hồ sơ Chapalier có nói, mỗi lần nhắc đến cái chết của cha, người ta đều đưa ra một lý do đặc biệt, vì ngài đã ở lại giữa đàn chiên. Chưa bao giờ người ta ám chỉ Việt Minh đã gây ra hay hạ lệnh giết chết ngài. Từ năm 1946-1947, kẻ sát hại đã được khẳng định một tên Nhật ly khai. Đây là chuyện căn cứ có trên sử liệu. Sử liệu chỉ ghi nhận những gì đã xảy ra và minh nhiên. Còn chuyện hậu trường có thực nhưng không bằng chứng, minh nhiên thì không quyết đoán được. Kính thưa quý vị và anh chị em, Giáo hội Công giáo khi thực hiện tiến trình tuyên thánh cho bất cứ ai là người Công giáo và có đức hạnh đáng ca tụng thì chỉ nhắm vào một mục đích: tôn vinh Thiên Chúa qua những vị thánh là những người như chúng ta nhưng đã sống chết vì đức tin và đáng nêu gương cho chúng ta. Tiến trình tuyên thánh rất chú trọng yếu tố khách quan và sự thật nên phải điều tra cặn kẽ. Tuy nhiên, giáo hội và những chuyên viên thực hiện án tuyên thánh không hề có ý khơi quật quá khứ để kết án người này hay trù dập người khác vì gây ra cái chết cho các thánh nhân. Không, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, giáo hội phải thể hiện lòng thương xót và tha thứ qua tiến trình tuyên thánh. Các vua chúa Việt Nam từng ghét đạo và giết chết người có đạo, nhưng đó là chuyện quá khứ vì nhờ máu các thánh tử đạo mà thêm đông đảo con cái Chúa. Không có gì để phải duy trì ân oán trong những biến cố lịch sử này. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành